xuống đi, xuống đi. Con này ngồi yên đấy. Bắt lại. Bắt lại đi. Xuống đây không? Xuống. Ngồi xuống, nhanh. Ngồi xuống. Lại đâu? Lại đâu? Thế mày không lấy điện thoại của tao, thế mày hẹn tao ra làm gì? Em đi, cái việc của em liên quan gì thì khỏi đánh đâu. Bây giờ là mày nói thẳng ra là thằng nào lấy, đứa nào lấy, đứa nào bán tao. Điện thoại kia đâu? Mồm đâu, nói ra. Thế tao còn nói thẳng cho bọn mày luôn này, tao bỏ ra, bỏ ra. Mày làm bài thích gì nào? Mày đồng tôi, anh mà đồng tôi ra, tôi xuống ba rồi tôi đưa máy cho anh luôn. Đập tắt cái máy bây giờ tôi không cầm đâu. Điện thoại mày để đâu rồi? Lôi cổ lên xem. Tao đéo sờ đâu, bỏ ra. Mày im không hả? Mày đi đảo không? Mày có lên xe không? Lên xe. Buông lên xe. Mày lên. Mọi người, xin anh đi thôi. Ôi. Lên xe hả? Đi không? Em ngồi lên. Mày ngồi lên nhanh. Ok anh em ơi, tôi đang cho con người yêu của thằng trộm cắp đi bộ anh em ạ. Để dẫn con này về nhà để tôi nói chuyện với bố mẹ nó, để xem bố mẹ nó thế nào. Đấy nha. Đi bộ anh em ạ. Đây này. Bộ sức chưa? Đấy, à. Đi về là bảo bố mẹ mày ra gặp tao. Đấy. Ui giời, tức rồi, tức rồi. Đi xe mát rồi. Đi xe mát anh ạ. Xe mát lắm anh ạ. Đi xe mát chả thấy lóng lắng gì. Mà đi kiểu đi như kia, kiểu như kiểu hít bụi nhờ. Đây đây, đi nhanh lên đâu. Chậm lên, nhanh lên nào. Đi mặc tươi tỉnh cái đi xem nào. Mặc lên, nào? Nhanh lên, cười lên nào. Cười lên nào. Mặc như cái chó ấy nhỉ. Này, chắc là thằng trộm cắp hôm qua nó chưa cho, nó chưa phệt cho cái nào à? Buồn cười quá. Ôi, mặt buồn lắm. Mặt buồn rồi. Mặt tức à? Ui giời ơi, tức thế. Này. Cho lên xe đi, cho lên xe đi. Cho lên xe đi, chúng. Đúng rồi, xuống bắt nó xe đi. Cháu lên xe vào đây. Đây. Xuống quán lên xe. Xuống quán lên xe luôn. Lên lên. Mua vào. Bây giờ nhá, bọn bố mày nói trước này, bọn bố mày không rảnh hơi để mà đi theo mày mãi được. Bây giờ mày khai luôn là chỗ thằng Hoàng nó đang ở đâu, bọn tao xuống tận nơi chỗ thằng Hoàng luôn. Để tao bắt nó luôn. Xong là bọn bố mày đưa mày về nhà để nói chuyện với bố mẹ mày. Nếu như mà mày không khai chỗ thằng Hoàng nó đang ở đâu ra, để bọn tao lấy lại cái điện thoại nhá, là bọn tao đưa cho mày lên công an. Được chưa? Đừng để vênh, đừng có vênh mặt với tao, đừng tao nói trước. Đừng có vênh làm gì. Tốt nhất là sai rồi thì mẹ mày nhận lỗi, hiểu chưa? Bọn bố mày của ta. Bọn bố không rảnh hơn để bọn bố mày đùa với mày đâu. Nói thế thôi hiểu. Biết cái gì khai hết mau ra. Nói đi, bây giờ không từ chối được đâu. Tầm này rồi bắt được rồi. Bắt được rồi mày không chạy đâu. Đi cả lúa hết mà. Tốt nhất là mày cứ khai ra cái chỗ nhà mày đang ở với cả thằng ở chỗ nào. Nói hết đi bọn tao để bọn tao xuống. Nói ra nó ở chỗ nhà đang nào. Mày nói đi, sao ngồi đi. Chỉ đường. Bây giờ mày chỉ đường luôn. Chỉ đường đi. Chỉ đi. Mẹ mình mày nói đầu phụ lý biết ai cũng biết được đầu phụ lý nào. Chúng mày không biết tụi đi tìm mà không cần hỏi tao làm gì. Ôi mày tao biết tao hỏi mẹ cất à. Thích giấu không? Thích giấu không? Thích giấu không? Mày thì thích giấu là bố mày vả mồm mày đấy. Mày nói đi. Nhà mày đâu? Ai nhà mày ở chỗ nào? Nhà không. Hoang nào? Bây giờ dẫn ra cái chỗ thằng nhà thằng chó kia nó thuê trọ nó ở ra để mình lên lấy lại điện thoại ra. Xong bắt đầu tóm bọn này về chỗ bố mẹ nó. Bây giờ chỉ đường là cái chỗ là bây giờ là thằng Hoàng nó ở chỗ nào đó. Chỉ đường đi. Lên. Chỉ đường đi. Nhanh lên. Đi. Thẳng đây không? Mày con gái con nữa mà yêu cái thằng tử tế đó yêu. Mày yêu cái thằng trộm cắp à? Tao tưởng là thằng chó đấy nó ở về xem tao nó sống đàng hoàng như nào, hóa ra nó cũng trộm cắp. Vào nhà bọn tao lấy đồ đạc đi xong mà âm mưu. Hóa ra chúng mày âm mưu với nhau từ trước rồi, chúng mày đéo phải là chứ chứ chúng mày đéo phải là chúng mày rời xem. Bố mày nói thẳng mày thế. Tao ơi đấy, của tao đéo phải của chúng mày. Của này nó có mục đích cả. Thế rồi hỏi mày thì cái việc mà chúng mày bế bé sữa chúng mày giấu đi xong mà chị Tư chi đánh. Thế là việc của ai? À, do thằng là nó giấu chứ tao giấu mà mày. Do ai? Thì do ai thế thì mẹ mày sao mày có bênh nó? Nó nghĩ tao tao chở bênh. Mẹ nó sai mà còn bênh nó. Con bênh như thế liền lẹ. Mày biết nó sai rồi mày còn bênh. Sau này chúng mày còn rủ nhau vào nhà tao, chúng mày không hỏi ý kiến của tao, chúng mày tự yên
chúng mày tự ý chúng mày vào tủ nhà tao, chúng mày lấy quần áo xong chúng mày đi mất. Chúng mày nghĩ là tao là nhà hoang à? Chúng mày nữa. Ngoan trái hay ngoan phải? Chỉ đi. Mà chỉ đi, nhanh lên. Mày còn biết. Ra ngã tư đấy. Chỉ đi. Ngoan trái. Đâu, ngoan trái bên kia anh. Bên kia anh. Bên này đúng không? Vâng. Đây đây là vào cái nút giao Nam Định, Nam Định Ninh Hiền này, ngã tư này. Vâng, nó bảo là đúng không? Đúng không? Nếu như mày chỉ sai nhân đừng có trách tao. Mày mày đừng có cho bọn bố mày đi long quăng. Bố mày cho mày để xuống nào luôn đấy. Nó bảo là gần chỗ nhà thi đấu ấy nhỉ, nếu mà qua thì nó bắt là mình vả luôn ấy. Cứ cho nó chỉ đi em, mà không đúng thì nó rách việc chứ còn. Nhà nó mà nó không biết đường hay sao? Chỗ thằng Hoàng là ở cơ hả? Ừ, chỗ chị đang chơi trọ ấy, chứ không phải chỉ về nhà mày đâu, về nhà sao mày. Sao mày chỉ cho đúng vào, không đúng mày biết rồi. Mày mày bác tạm bọn tao đi lượn khắp vòng thôi ấy. Từ đấy đã hơi bị lâu, còn mất rách rách việc của tao đấy. Bố mày tìm với mày từ sáng rồi. Chúng mày nghĩ bọn bố mày mua điện thoại của chúng mày á? Hả? Cái điện thoại của chúng mày bố mày mua á? Tin gạ mua điện thoại một cái. Anh em ở chỗ này, em ở chỗ này anh xuống anh mua được không? À chúng mày nữa. Chẳng có được vàng rồi. Chúng mày mẹ mày trộm cắp 3 vụ rồi. Đấy trộm 3 vụ rồi. Thôi đi. Khai mau. Mày không trộm mà. Mày không trộm mày đi theo nó như thế. Mày không trộm. Nếu mày không trộm mày ở nhà từ lâu rồi. Thằng yêu mày trộm nó như vụ rồi. Mày yêu cái thằng trộm cắp làm gì? Hả? Người yêu nó thì tao chở ấy. Thôi chẳng phải đi theo. Ôi giời đi thế chắc tiêu 3 nhiệm vụ rồi. Mày phải biết đó. Chứ không mày không biết đâu. Chắc chắn là mày phải tiêu 3 nhiệm vụ rồi. Cái mặt của mày, tao nói thật với mày này, cái mặt của mày ấy đừng có phanh, được chưa? Tao đưa lên mạng này là mày hết cãi luôn đấy. Quay đi ngon. Gần mặt cho nó chút chút. Bỏ. Tao không bỏ đi đâu. Anh em thấy nha, con này em thấy xa nha, con này là cái con trộm cắp với cả người yêu nó đấy. Đúng rồi, người yêu nó với nó trộm cắp đấy anh em. Chỉ đường tiếp. Chỉ đi. Chỉ đi. Sẽ đâu nữa? Đoạn này sẽ đâu? Đoạn nào chúng mày mới đứng ở đây? Đây nhá. Chúng mày mới đứng ở đây về chỉ được tiếp này đang ở đâu? Chỉ đi. Đi thẳng đi. Có phải không ấy? Đi thẳng anh. Cái nhà hoang nào được biết. Mày đừng có khuyên với tao nhá. Không thấy nhà hoang rồi xong đời đấy. Ra bọn này ở gần đây và sau hẹn ở đây. Nó đéo dám lên bíp trên chỗ Duy Thiên Bình đâu. Nó thuê dưới đây mà. Cho mình xuống đây cách đây mười mấy cây. Nó phải thuê chỗ khác mà anh không dám thuê cho mình đâu. Mẹ nó tí ở dưới này sợ rồi. Chỉ như là người tư người tư đâu nữa. Nói đâu? Trái. Để trái anh. Có trái sao nó đã được. Mày mày đùa tao. Mày lừa tao à? Hả? Mày nhà nói, gì đâu có này. Nó đang vào. Bố mày đi ô tô mà được à? Chỗ em nhà chúng. Đéo đi ô tô mà được. Đường này mà vào được à con? Mày nhìn coi. Còn đường khác không? Đường này mà vào được không? Giống đường không? Trước mặt mày kìa, nhà mình cổng số xám ấy. Mày nhìn đường đi. Đường này như này. Mày nhìn đường đi thế nào được? Vô thằng vào. Xe máy. Chó này. Đi bộ vào. Xuống xe nào. Con đéo nó điều ấy. Nó điều ơi. Nhà nào trong đấy? Đi không? Trọ gì có nhà trong đây đâu. Nhà hoang chiều này à hả? Mày xem cái đúng không? Nhắn tin mày gọi điện đi bẻ cho nó điện thoại, gọi điện nó tới đây. À mày. Bấm số mày, mày đây. Mày đùa gọi tao đây bạn ạ. Bây giờ nhá. Mày bảo với nó là anh ơi. Em chạy được rồi. Thằng kia nó không bắt em, nó thả em rồi. Anh ra cái chỗ cũ đón em. Bảo ra cho cũ đón đi. Cho nó là mày nhắn mày gọi mày nhắn mày kiểu đéo gì mày nhắn. Tao đéo biết là mày nhắn kiểu gì, mày nhắn kiểu gì nhá. Con này anh em ạ, là nó âm mưu của thằng kia rồi. Thằng đấy nó học viên của tôi nhưng mà nó âm mưu nó lấy điện thoại của tôi để nó đi nó bán hay bọn tôi lại giả vờ làm người lạ của tôi mua điện thoại nó nên chúng nó xuống đây chúng nó đợi tôi anh em ạ. Con này với thằng kia cùng một đội mà anh. Nhanh nhanh lên. Nhanh lên. Thằng áo đen đen kia coi có phải thằng áo. Đi này đi. Có phải không? Vâng. Vâng. Tu. Có phải không? Tôi nhìn kỹ nào. Nhìn giống lắm anh ạ. Nhìn giống rồi. Đúng không? Tôi xeo xem che. Mẹ đâu. Đâu rồi? Đâu. Đây đúng không? Ừ đúng rồi anh ạ. Đúng rồi. Nó đây. Tu. Zoom kỹ nào. Đây. Mày nhìn kỹ mặt nó xem nào, tung to lên. Đúng nó rồi anh ạ. Tu. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu. Đây, nó đây. Ừ đúng thông hàng đây luôn. Đúng. Này đi ra tỏ đi. Không nó. Sao mày bảo là nó ở trong kia? Bố về chứ. Đi nói đây. Cho nó. Nó đang ở trong nhà hoang. Từ từ anh. Bây giờ nhá. Từ anh vào đi trong bên đường kia cho chúng anh nhảy sang luôn nhá. Đóng gương lên để chúng nó không nhìn thấy. Từ từ. Đóng gương.
xuống nó bắt nó nhá. Đang bấm điện thoại sao vậy? Phải, có phải nó không? Đúng rồi. Bật lại. Mày đi chưa đây? Chạy đi. Kêu này. Có này. Mãi bắt được nó. Tính ơi. Ra. Sống được nó. Im không? Sống được nó anh ạ. Nó lên ạ. Bỏ ra. Ra. Mày có đi đâu không? Mày cầm màu không? Mày chạy đi. Xe mà chạy được đâu? Cái luôn. Mẹ tao lấy xe tao. Xe đi đâu thì cứ để đó. Mày đứng lên luôn. Anh ơi. Nói đi anh ơi. Đi rồi. Xuống đây không? Đâu? Bố mày tìm mày từ đây đây. Ngồi xuống, nhanh. Ngồi xuống, lại đâu? Lại đâu? Thế mày không lấy điện thoại của tao, thế mày hẹn tao đây làm gì? Em đi cái việc của em liên quan gì đến anh đâu. Thế tại sao mà nó bảo là mày xuống đây, mày lấy điện thoại, mày bán? Nó khai hết rồi, mày đứng đây. Mày đứng đây, mày đi mẹ mày. Nói thẳng luôn là như nào, nói với nó mà nó đi. Nó đi. Nó nói là mày lấy mày bán rồi đấy. Nó khai hết về mày rồi đấy, tốt nhất mày giải anh kia. Tao lại thừa là mày lấy rồi nhưng mà bố mày chưa bắt được bỏ tang thôi. Thế thôi. Nhanh lên. Bây giờ là mày nói thẳng ra là thằng nào lấy, đứa nào lấy, đứa nào bán. Tao. Thì gọi anh kia đâu à? Mồm đâu, nói ra. Thế tao còn nói thẳng cho bọn mày luôn này, tao bỏ ra, bỏ ra. Thế mày làm bài thích nào? Mày đồng đồng tôi, anh mà đồng tôi ra, tôi không bao giờ tôi đưa máy cho anh luôn. Đập tắt máy rồi, máy bây giờ tôi không cầm đâu. Điện thoại mày để đâu rồi? Điện thoại để đâu là bây giờ bọn anh chỉ đồng tôi xem. Tôi cho các anh lên công an luôn. Mày nghĩ tao bây giờ mày đang mày giam giả bố mày đi à? Đúng đi luôn, giả đi rồi. Nhưng mà anh có bằng chứng gì mà tôi lấy anh tụng? Tao nhắn tin cho mày, tao hẹn mày xuống đây. Mẹ mày bảo với tao là xuống đây lấy điện thoại. Này nhưng mà cái tin nhắn ấy nó không có cái gì là bằng chứng đâu. Bây giờ phải nhưng có. Mà nó bảo với tao là mày lấy, mày bán, hiểu chưa? Câu này nó khai hết rồi nhá. Đây. Đã đi, đừng đi luôn. Chính con người tao bảo mày như nào rồi? Khai hết rồi mày rồi, mày hiểu chưa? Còn nếu nhá, mày không nhớ giả anh kia tao điện thoại mày đừng có trách tao. Còn là nếu như mà mày không trả điện thoại nha, tao đưa mày với cả nó về nhà mày luôn. Tao xem bố mẹ mày nói kiểu gì. Trời ơi. Anh nó sẽ mày sao không? Ờ. Anh sao lại? Lấy xe. Dưới dưới lên xe. Đi lên xe ngay. Ngày bây giờ anh đồng tôi phát xem. Không bay thì lấy máy luôn. Máy nếu như bố mày động thì sao? Động thì mất máy đấy thôi. Bây giờ mày dọa anh em tao à hả? Lôi cổ lên xe. Tao đéo sợ đâu, bỏ ra. Mày im không hả? Mày im không hả? Mày im không? Mày có lên xe không? Lên xe. Buông lên xe. Lên. Mày lên. Thôi anh ơi, xin anh ít rồi. Mày không lên. Mày không lên xe hả? Em ngồi lên. Ngồi lên. Mày ngồi lên anh. Lên lên. Lên xe đi. Cho mày lên xe. Ở một thằng đi xe đó. Đúng đi xe đó. Anh nhận tôi luôn nhá. Đây. Để tao xem nè, bố mẹ chúng mày dạy mày như nào. Thôi anh ơi, cho em xin đừng bây giờ đừng đưa về nhà em nữa. Mày xin cái gì, này mày hồ báo quá mà. Tầm này không ai xin giỏi cho mày đâu Hoàng ạ. Tốt đấy, khôn hồn thì mày mang điện thoại đây giải Kiên. Tại vì trong đấy bao nhiêu dữ liệu của anh Kiên. Mày rồi, hiểu không? Rồi bây giờ em xin đưa máy cho anh. Nhưng mà máy em còn để đầu kia, giấu ở đầu kia, đầu gốc cây đầu kia kìa. Chưa nào. Anh chở em lại đi em lấy máy cho. Chỗ nào mày nói đi, mình chỉ đưa đi. Mày cứ nói đi cho bố mày ngoan. Đây rồi, đầu gốc cây nãy chỗ em đứng đi. Mày để điện thoại đấy làm gì? Em nghi là các anh bắt
tìm được em nên em giấu ở đấy trước cho nó chắc. Giấu ở gốc cây ngoài này chỗ đầu kia đúng không? Vâng. Rồi. Phải chắc chưa chứ? Tao giờ em chắc chưa? Chắc. Tôi giấu ở đầu kia. Mày giấu ở đấy, mày giấu chắc mày giấu mấy cái rồi. Cái vụ rồi. Nào mày bao vụ của bạn. Mày về theo một anh mày sao mày sống lỗi. Lỗi đấy hả bạn? À. Mày giả vờ mày rồi tem xong mày lấy điện thoại của anh à? Hả? À. Mồm nào trả lời anh. Mày biết là người sẽ dỗ mày. Mày giả của mày. Mày giả vờ đúng không? Mày giả vờ xong rồi mày lấy lý do mày rồi tem để mày ấy đúng không? Để mày lấy điện thoại của tao đúng không? Điện thoại tao để ở trong cái tủ mày biết mày lấy mà còn gì nữa? Còn cái dấu, gì? Dấu đằng gốc cây đằng kia. Chỗ nào? Gốc cây này hay gốc cây nào? Đây. Đây à? Chỗ điện lên chỗ nào? Đây. Mày cứ quay cho nó chỉ đi, cho nó chỉ. Đây. Quên gì? Đằng nào? Đi. Đây. Đằng gốc cây nào? Gốc điện này. Ừ. Quay lên đúng không? Ừ. Xuống. Xuống đấy. Xuống đấy nhanh. Xuống. Mày xuống mày lấy điện thoại nào? Điện thoại giấu cây nào? Em giấu gốc cây đằng kia. Thế chúng mày mẹ giấu bao nhiêu cái điện thoại đấy? Em giấu mỗi cái của anh thôi. Mày giấu đấy thì mày sợ tao biết à? Bây giờ xuống lấy điện thoại giả bố mày nhanh lên. Xuống. Mày xuống đây. Mày dám giấu điện thoại bố mày xuống đây. Ô kia mày chạy đấy.